Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bản ngọc xạ thủ ở mùa 18 chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Thì bản ngọc xạ thủ ở mùa 18 này mình sẽ chia theo hai loại, một loại xạ thủ là tóc đánh và một loại xạ thủ là hút máu, chính là chiên đi gừng nha mọi người. Thì bản ngọc này mình sẽ lên dành cho một số tướng xạ thủ nha. Thì xạ thủ hút máu đó chính là một số vị tướng như là Slim, Phoenix hay là Linus hay là Violet nha. Thì bản ngọc này mình sẽ lên như sau. Đây. Mùi viên ngọc tím mình sẽ lên là hút máu nha. Mùi viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Còn ngọc đỏ là lên tỷ lệ chí mạng nha. Đây bây giờ mình sẽ tháo ra lại cho mọi người xem dễ hiểu nha. Mùi viên ngọc đỏ nè, mình lên tỷ lệ chí mạng là 1,6% nha. Tiếp theo là mùi viên ngọc tím. Thì giờ ngọc tím mình sẽ lên là hút máu nha. Hút máu. Đây là bản ngọc dành cho xạ thủ chiên đi gừng á, hay là chí mạng hút máu nha mọi người. Còn 10 viên ngọc xanh thì mình lên công vật lý và xiên giáp như thường nha, vẫn bình thường luôn, công vật lý và xiên giáp 10 viên. Đó, đây là cái bản ngọc xạ thủ như là Venus, Slim, Linus hay là Elendor hay là Violet đều xài bản ngọc này được nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ dành cho bản ngọc xạ thủ, đó là nghiêng về sát thương chí mạng nha. Rồi bản ngọc xạ thủ chuyên về sát thương chí mạng mình sẽ lên như sau. Thì ngọc đỏ đó mình sẽ lên là cái tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha, 10 viên. Còn 10 viên ngọc tím á, thì mình sẽ lên là hút máu nha, hút máu là 1,6%, 10 viên luôn. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh á, thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp, 10 viên luôn. Đó, như vậy là cái bản ngọc dành cho xạ thủ chuyên về sát thương chí mạng là lên bản ngọc này ok nha mọi người. Thì bản ngọc này thì những cái vị tướng có thể xài được bản ngọc này thì mọi người biết vị tướng nào không ạ? Đó chính là vị tướng Theonat, vị tướng Yon, vị tướng Joker, rồi vị tướng Lavalier, vị tướng Bugai hay là Thorn nè. Đó là những vị tướng xài được bản ngọc này nha mọi người. Rồi cái phần chia sẻ về bản ngọc xạ thủ mùa 18 đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Mình hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha. Thì qua video này mọi người có thắc mắc vấn đề gì đó thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả các bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.